Ngày 13 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã trở lại thủ đô Washington, dc với tư cách là người chiến thắng. Ông đã đến Nhà Trắng để gặp Tổng thống Joe Biden. Theo hãng tin AP, ông Trump lần này dường như tỏ ra lịch thiệp và thoải mái hơn so với thời điểm gặp ông Barack Obama vào năm 2016. Ông Trump và ông Biden đã trao đổi trong gần 2 giờ trong cuộc gặp thân mật ở Nhà Trắng. Chúng tôi chỉ ở đó rất ngắn, không được nhìn thấy hoặc nghe thấy gì nhiều. nhiều tổng thống biden cho biết đội ngũ của ông sẵn sàng đảm bảo chuyển giao quyền lực suôn sẻ và liền mạch đối với chính quyền mới của tổng thống đắc cử trump